À, xin chào các bạn. Hôm nay là đêm thứ hai mình đi thụ phấn nhân tạo cho hoa sầu riêng. Đây, cây sầu riêng ở vườn nhà mình. Lần đầu thì mình dùng cái chổi mà có nhiều cái sợi, một bó cái dây ni lông để mà người ta cuốn lại thành một cái chổi mềm giống như chổi lông gà vậy đó. Mà video trước mình đã quay cho các bạn xem. Tuy nhiên thì qua một đêm sử dụng, mình đã thấy rằng cái chổi đó thì nó tương đối là không có hiệu quả lắm, bởi vì chỉ cần quét bông vài cây, 4-5 cây đầu thì còn dùng được, còn những cái cây sau thì nó có tình trạng là những cái bó sợi đó nó sẽ bệt lại với nhau và nó dính lại với nhau, do là ở trong bông hoa của hoa sầu riêng nó tiết ra một loại mật, và loại mật đó nó bám vào trong cái dây cái mớ cước đó, mớ chổi đó, và nó làm cho các cái sợi chổi nó bệt lại với nhau và nó ướt nhẹp nhẹp. Và rõ ràng rằng là những cái cây sau đó thì cái việc mà thụ phấn như vậy là nó không hiệu quả, bởi vì là phấn nó đã dính ướt nhẹp vào trong cái sợi rồi và nó không thể bám lại vào các cái nhụy khác được. Và đồng thời rằng là nó cũng gây ra một cái tình trạng là nó lấy đi phấn của tất cả các loại khác, như các cái bông khác mà nó không thụ phấn lại cho nhụy, bởi vì là phấn nó đi vào trong cái cây đó là nó vào trong cái mớ bông đó là nó dính chặt vào trong đó luôn, và vì có nước và có nước và có mật ở phía trong, nó dính chặt vào trong, cho nên là nó thậm chí là nó còn tan vào trong cái bó sợi đó nữa. Cho nên là qua một đêm mình sử dụng thì mình cũng thấy rằng là cái việc sử dụng như vậy thì nó hình như là không hiệu quả lắm, bởi vì là mình cũng đã kiểm tra những cây sau đó thì thấy cái tỷ lệ mà phấn dính vào cái nhụy thì nó tương đối là khá ít và thậm chí là không có nữa. Cho nên là tôi hôm nay là mình thay đổi một phương án khác, xem thử như thế nào, thì mình dùng cái bó cước này. Bó cước này thực ra trông thì nó có vẻ như là cứng cứng, nhưng mà thực tế ra thì nó mềm, nhìn vậy thôi nhưng mà nó là khá mềm mại nè. Các bạn nè, đó, mềm lắm. Thì mình đã thử vài cây rồi và mình đã quét lên những cái bông giống như thế này, thì thứ nhất là bông nó vẫn an toàn, tức là nó không bị ảnh hưởng gì đến cái nhụy, bởi vì là cái dây cước này nó mềm, không ảnh hưởng đến nhụy đâu. Và cái thứ hai nữa là cái việc mà phấn nó thụ, nó dính vào, bám vào nhụy là tốt hơn khi mà mình quét như thế này. Bởi vì là cái này nó hạn chế tối đa cái việc là những cái bệt do mật nó từ bông nó tiết ra, nó hạn chế tối đa, và những cái phấn nó nằm ở trên những cái đầu như này nó rất là nhiều, những cái đầu cọ này nó rất là nhiều, phấn nó dính vào trong cái đầu cọ này rất là nhiều, và nó thưa thưa như thế này thì cái việc mà thụ phấn nó mới là cảm thấy rằng nó hiệu quả. Rồi mình cũng đã thử và mình cũng đã kiểm tra và thấy nó tương đối là ổn, và cho nên là mình quyết định là mình dùng cái cây này để mình thụ phấn cho hoa sầu riêng. Thì không biết là có các bạn nào mà sử dụng cái cây này để mà thụ phấn chưa? Và lần đầu tiên mình dùng cái bông cái cọ cước này, và cho nên là mình cũng chưa biết hiệu quả nó như thế nào, nhưng mà trước mắt thì mình thấy rằng là nó không ảnh hưởng gì đến nhụy là cái thứ nhất. Nếu mà mình cọ nhẹ như thế này, cọ nhẹ lướt qua bên cái mặt ở dưới bông và cái đầu nhụy nó như thế này, thì nó không ảnh hưởng gì hay là làm gãy cái đầu nhụy, không làm gãy
cuống phấn. Đó. Và cái mình kiểm tra thì cái tỷ lệ phấn bám lên đầu dây là cao. Quét lại không? Quét lại thì nó không ảnh hưởng gì đến đầu nhụy nha các bạn. Đây, ví dụ như là cái bông này mình sẽ quét nè. Đó, mình quét mạnh tay một tí xíu nữa này. Các bạn thấy không? Cái đầu nhụy nó vẫn còn nguyên nè. Đầu nhụy nó vẫn còn nguyên và cái hạt phấn nó bám vào cái đầu nhụy nó khá nhiều. Các bạn thấy, nhìn kỹ đây thì các bạn thấy cái hạt phấn nó bám với lên cái đầu nhụy khá nhiều, các bạn thấy không? Đó. Mình cứ cọ giống như là bình thường mình hay cọ thôi nha các bạn. Đó, nó không làm hư hại cái đầu nhụy đâu nha, bởi vì cái cọ này nó khá mềm nha các bạn. Cọ này khá mềm nha các bạn. Mềm. Ok, và mình xin chia sẻ một cái cách làm mới là như vậy. Thì bạn nào đã từng làm qua cách này và cái hiệu quả thực tế nó như thế nào thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Ok, mình tạm dừng video tại đây để tiếp tục công việc của mình là quét bông và thụ phấn cho hoa sầu riêng nhà mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.